Bạn Khang Vlog xin chào tất cả các bạn. Kênh của mình chủ yếu làm về xe tăng nha. Các bạn nhỏ có thích xe tăng thì nhớ xem kênh của mình và ủng hộ mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhà mình có ba anh em là xe tăng anh, xe tăng em và xe tăng nông nha. Xe tăng anh đang đi dạo nè mọi người, đi dạo quanh sân nhà. Xe tăng anh rất là mạnh nha các bạn. Cứu này nè các bạn, xe tăng anh bỏ chạy nữa rồi. Xe tăng anh bỏ chạy gì mà nhanh như vậy luôn á.
chạy không kịp thở luôn. Đoàn xe tăng em vẫn còn lạc các bạn ơi. Hên quá em xe tăng em đi ngang qua kìa. Cứu tôi, help me, help me. Hên quá các bạn ơi, con hổ nó đang nằm chơi phơi cỏ, phơi nắng, nằm trên cỏ. Nó không có tấn công mình nữa. Như vậy là em xe tăng em cũng đã tìm được sợi dây để kéo xe tăng em lên nha các bạn.
biển xe của ba nem nè các bạn. Ba nem thì làm mờ mè quá đi mà. Khổ nó đi rồi đúng rồi các bạn ơi, để lại sự yên bình cho người dân rồi các bạn ơi. Ba nem tạo dáng chụp hình đó các bạn. Rồi chú hổ đã đi về núi rồi các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn nha.